Ta quy chánh cõi thiên đường.
lạc mang. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sáng ma hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thâm thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng hy đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng. Mai nhờ con ngậu cũng ở diêu quay, thần tam bảo đủ điều biến căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng, ngày đêm cầu làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất khó. Khuyên ai chớ có đắng đo, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con để giả riêng tay, cứ mãi trần hạ biết ngày nào lớn. Ai mà ân nghĩa báo đền, tu nhân tích đi đức được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh a di đà phật. Trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điểm độ an. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau, tâm ý giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện
lại quên hẳn đi trung tính ở đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên. Con hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đắm y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công nghi đức ông ở bà phải chân gì rượu, con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân là trọng, xin khuyên người tỉnh đi mộng ăn nghi nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào với lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không còn phước đức chớ rài than gian.
bài xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thẳng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người cần thế hùng hoàn thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ý Ngọc Đế chư đạo dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào để thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết ư tha, ai ơi thức tâm ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố hoa thi phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện
bây giờ tập xong đi muối dương trao dồi đạo đức để chừa tâm đi ta riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa chung kể luận đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hờn ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nổi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử sanh sanh ý tử thật là bằng kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tâm như không sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong nghiệp thành bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là
chứa tâm thì tương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe phải chi ai cùng kiên về sợ tội sợ lỗi Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân tu là báo bổ tư ân quá hồng ấp lầm sống thân tại tìm thuốc than bồi bổ không quyên sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời chẳng may cha mẹ qua đời phận làm em út nghe lời trưởng huynh làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tâm trần sao bỏ quán quên thù từ bi hỷ xa thầm mê thăm pháp lành tu sao một dạ chí thành thầm người hiền đức sự xâm mi tạc bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân thương ai giờ giờ chớ quên cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo đổ người khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân người người một giả tương thân kẻ giàu người khó lần lần sửa tu tu
hội sớm tối cần chuyên hiểu thông kinh kể kết duyên Phật nhà cầu xin từ phụ Thích Ca độ người sáng
sau này như thể hoa tươi. Liên hoa mà hoa phong là người mà xâm ta. Nam mô sao trời Thank you.
Ngọc Châu Cô Hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời Long Hoa Di Lạc Tôn Vương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng hiếu kẻ tâu qua, mong đền đáp với mẹ già. Trong kỳ ba Pháp Phật
thời thành tâm đi ăn ngư tống bộ kinh khuyên đời duy thương họ nguyện là con pháp danh đi tâm cầu nguyện gia đình hưng thạnh.
quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.